Trong lịch sử hơn 700 năm xây dựng và phát triển của mình, mảnh đất Thuận Hóa, Phú Xuân, nay là Thừa Thiên Huế, luôn ghi nhớ công ơn của những lớp người đi trước đã vượt qua bao gian khổ để xây dựng nên những làng quê đầm ấm, yên vui. Một trong những ngôi làng cổ có lịch sử hơn 500 năm, hiện vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống của một làng quê Việt. Đó là làng La Vân Hà, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Theo sử sách, vào cuối thế kỷ 15, khoảng năm 1472, hưởng ứng chiếu di dân lập ấp của vua Lê Thánh Tông, nhiều cư dân ở miền Bắc đã di cư vào vùng đất mới, sinh cơ, lập nghiệp. Trong đoàn người ấy, có ngài tướng quân họ Phan và ngài Hoàng Công Biền đã chọn vùng đất này, khai canh, khai khẩn, lập nên làng La Vân. Dòng sông Bồ chảy trước mặt làng, trở thành minh đường của các công trình, đình, chùa, miếu vụ. Và La Vân Hà được xem là mảnh đất tốt về phong thủy. Do sự phân chia về địa lý và sự phát triển dân số, làng La Vân chia tách thành La Vân Thượng và La Vân Hạ vào khoảng năm 1730. Tên hai làng La Vân Thượng và La Vân Hạ được nhắc đến trong phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn là những ngôi làng cổ của Huế với nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, văn hóa, tín ngưỡng. Theo nghĩa tên chữ của làng La Vân, La có nghĩa là cái lưới đánh chim đánh cá. La cũng là một loài tơ mỏng để dệt may áo quần. La cũng có nghĩa là la liệt bầy vây, quây tù lại. Vân là mây, những hơi nước bốc lên tù lại thành một làn mây mỏng. Cho vậy trên La Vân nó mang cái nghĩa là một cái lưới quần tù, lưới vây quần tù nhân tài. Cho nên Ô Châu Cận Lục mới nói là kẻ sĩ La Vân đẹp tựa như mây, tuấn tú phong nhã, đúng là nơi thuần tú dân tài. Trong các thiết chế văn hóa làng Việt, đình làng được xem là trái tim của làng. Đình làng La Vân Hà được xây dựng thờ Bổn Thổ Thần Hoàng, Tiền Khai Canh, Hậu Khai Khẩn, Thập Nhị Tôn Phái. Đây cũng là nơi hội họp của các bô lão trong làng. Trải qua thời gian chiến tranh và sự xuống cấp do mưa nắng, đình làng La Vân Hà được đài trùng tu với sự đóng góp của con dân trong làng. Ngày tế làng La Vân Hà 20 tháng 8 âm lịch hàng năm trở thành ngày hội tụ bà con khắp nơi tìm về nguồn cội. Cuối làng là đình là tại đây, mà đầu làng là chùa thì cũng được hình thành sau khi được dựng lên các họ phải rồi thì sẽ dựng là quy trở là đình chùa để thờ, cũng hàng năm và tưởng nhớ đến tâm linh của những người có như là đã có như là khai sinh ra cái đề của làng. Đây là ngôi miếu thờ ngài Khai Canh họ Phan được xây dựng về phía bên phải của đình. Bên trái đình là miếu thờ quan huyện Quảng Điền Nguyễn Tăng Chiến. Trong lòng người dân La Vân Hà, ngài quan huyện được người đời xưa nhắc đến như một truyền thuyết với lòng tri ân sâu sắc. Trong lòng người dân La Vân Hà, ngài quan huyện được người đời xưa nhắc đến như một truyền thuyết với lòng tri ân sâu sắc. Vì thương dân, ngài đã bỏ tiền ra mua đất tặng cho dân làng làm ăn. Miếu thờ Thiên Y Anna bên dòng sông Bồ cách đình làng khoảng 100 mét là sự thể hiện cho niềm tin đạo mẫu, một tín ngưỡng truyền thống của người dân Việt. Người dân làng La Vân Hà thờ nữ thần Thiên Y Anna với ý nguyện cầu mong nữ thần mẹ của muôn người
chở che cho dân làng khỏi bệnh tật, ốm đau và làm ăn thuận lợi. Chùa làng là thiết chế văn hóa quan trọng của một ngôi làng Việt cổ. Dưới bóng đa quen thuộc, chùa Khánh Vân, chùa làng La Vân Hạ hiện lên thật hiền hòa. Trước đây có tên là Đài Hồng Bửu Từ, được xây dựng từ thời chùa Nguyễn Phúc Chu 1717. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc và sự khắc nghiệt của thời tiết, chùa bị san bằng. Sau đó, chùa được xây dựng lại và trùng tu nhiều lần dưới thời các vua Nguyễn, Minh Mạng, Từ Đức, Thành Thái. Qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chùa bị xuống cấp và đổ nát. Sau ngày đất nước thống nhất, chùa được xây dựng lại, nhưng trên nền đất mới là vị trí hiện nay và vẫn giữ tên cũ là Khánh Vân Từ. La Vân Hạ ngày nay, trong đời sống mới vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống của một làng quê cũ với những dòng họ đã góp sức dựng làng qua bao đời. Những ngôi nhà thờ họ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống Huế cho thấy sức mạnh giữ gìn truyền thống từ các dòng họ là diện mối quan trọng để tạo nên một La Vân Hạ bền vững như hôm nay. Làng La Vân Hạ khi tương thân tương ái để phát triển đời sống kinh tế trong giai đoạn mới hiện nay thì bà con cũng giúp nhau trong lao động và kinh tế làm ăn. Sự cần cù chịu khó của bà con nên sự phát triển kinh tế càng ngày một được đi lên. Tìm về nguồn cội của văn hóa làng là tìm về giá trị của các dòng họ. Họ Hoàng Công làng La Vân Hạ là một điển hình cho sự phát triển của các dòng họ ở Thừa Thiên Huế. Theo giả phả, họ Hoàng Công đến khai khẩn làng La Vân Hạ đến nay đã trải qua 19 đời. Ngài Thủy Tổ là Hoàng Công Biền, người xứ Tiên Võ, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1558, Ngài Hoàng Công Biền theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuần Hóa lập nghiệp. Ngài được phong chức Minh Dực Tướng Quân, phó tướng chỉ huy cẩm y vệ, kiêm chỉ huy việc phòng vệ cả cửa biển. Với làng La Vân Hạ, Ngài Hoàng Công Biền là người có công khai khẩn ruộng vườn cho dân canh tác, nên được phong khai khẩn làng Phương Hầu. Sau khi ngài mất, được gia tặng Dực Bảo Trung Hưng Lên Phò, Đoan Túc Tôn Thần, thờ ở nhà thờ họ Hoàng Công. Hàng năm, khi làng La Vân Hạ tế làng đều làm lễ long trọng rước ngài từ nhà thờ họ Hoàng ra đình tế lễ. Đoàn rước rất trang nghiêm và thể hiện sinh động một nét riêng của làng La Vân Hạ trong mỹ tục tế đình. Tiếc rằng từ năm 2009, lễ rước ngài khai khẩn không được duy trì. Điều này đã làm giảm đi tính phong phú, nét riêng biệt của làng La Vân Hạ trong việc bảo tồn các sinh hoạt văn hóa làng xã xưa. Nhiều con dân trong làng mong muốn được tổ chức lại lễ rước ngài khai khẩn để ngày tế làng có thêm hoạt động sôi nổi. La Vân Hạ là cái nơi mà chúng tôi luôn luôn nhớ, đi xa không bao giờ quên được. Cái làng nằm bên cạnh sông Bồ xinh đẹp, mà thợ thiếu thời nhỏ chúng tôi thường bơi sông lội suối, tạo dựng cho cái bản thân một cái cơ thể rất tốt. Và cũng nhờ cái nôi đó mà những cái nền tảng của đạo đức của chúng tôi đã được cha mẹ uống đúc. Và trên cái nền tảng đó chúng tôi phát huy được những cái cá tính của người con dân làng La Vân Hạ. Và mong mỏi bao giờ cũng phải trở về làng La Vân Hạ mến yêu. Tự hào về truyền thống dòng họ, con cháu họ Hoàng Công đã chung tay đóng góp sửa sang lại nhà thờ họ. Cuộc đời trùng tu này kéo dài từ năm 1999 đến năm 2002 hoàn thành. Ngôi nhà thờ họ bây giờ trông vững chãi, rạng rỡ,
thỏa lòng mong mỏi của con cháu trong họ. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 7 âm lịch vừa qua, bà con họ Hoàng Công làng La Vân Hà tổ chức lễ cúng chạp mã và cũng là để cầu quốc thái dân an. Đại diện các họ phái trong làng, bà con họ Hoàng Công trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo con cháu, dâu rể đều đến tham dự. Nghi lễ cúng tế được tổ chức theo đúng nghi thức cổ truyền. Trong những dịp như thế này, họ Hoàng Công làng La Vân Hà kết hợp trao học bổng cho con cháu trong họ. Với những hoạt động như thế, nhiều năm qua, họ Hoàng Công làng La Vân Hà đã góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, giữ gìn dòng họ đoàn kết, lớn mạnh và phát triển. Con cháu họ Hoàng luôn luôn nghĩ đến cái làng dòng huyết quản của dòng họ Hoàng luôn luôn lưu truyền mãi trong tâm và cố gắng làm sao cho đừng thèn với tổ tiên và có thể đóng góp được gì cho đất nước thì chúng tôi sẵn sàng làm tất cả. Để có thể dạy dỗ cho con cháu theo dòng gương của tổ tiên mà phục vụ đất nước. Theo chân các vị cao niên của làng La Vân Hà, chúng tôi tìm đến thêm nhiều thiết chế văn hóa của làng. Đây là văn miếu hiện đang được bà con trong làng đóng góp xây dựng trên nền của văn miếu ngày xưa. Lập văn miếu là tôn thờ tinh thần hiếu học, tôn trọng văn chương chữ nghĩa của người dân Việt. Đứng đầu danh sách con dân làng La Vân Hà đỗ đạt cao có ngài Hoàng Công Thành, đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1844. Tên ông được khắc ở bia tiến sĩ văn miếu Huế. Ông là niềm tự hào của cư dân làng La Vân Hà. Người của làng La Vân Hà học hành rất là đỗ đạt. Ngay từ sớm vào năm 1842, thì người họ Hoàng, tức là ngài Hoàng Công Thịnh, cũng đọc là Thành, đã là thi đỗ cử nhân. Rồi đến năm 1846, có ngài Hoàng Công Ngàn, sau này đổi là Hoàng Tình, cũng đỗ cử nhân. Tiếp nữa, một người con em của họ làng là ông Hoàng Điện là đỗ cử nhân vào năm 1894. Nhưng trong ba vị đỗ cử nhân thì ngay năm 1844, ngài Hoàng Công Thịnh đã thi đỗ Hoàng Tiến sĩ đề tam giáp xuất thân ở bia văn miếu và ngài làm quan đến án sát. Đồng thời ngài Hoàng Công Thịnh cũng là cái vị đỗ đại khoa đầu tiên của làng La Vân Hà. Một thiết chế văn hóa tâm linh thể hiện tính nhân văn sâu sắc ở những ngôi làng Việt, đó là miếu cô hồn, là nơi thờ những người vô gia cư, chết đường, chết chợ, không bà con thân thích. Hiện tại, bà con làng La Vân Hà đang chăm sóc 70 ngôi mộ không người thân thích. Lễ tảo mộ và cúng cô đàng hàng năm được dân làng La Vân Hà tổ chức vào ngày 20 tháng Giêng. Làng Vân Hà này á là một cái làng có một cái truyền thống tình cảm với là gắn bó qua hàng trăm năm. Bây giờ nói đến cái chuyện mà có gì có người sống cũng phải là có gì sống mãi ở trên trái đất này, trên mặt đất này, nhưng mà sẽ có ngày ra đi. Thì cái người đó mặc dù ở đâu, ở tỉnh nào hay là kể cả ngoại quốc, mà khi họ ta từ giả biệt luận hỗ trợ về quê, thì làng con dân trong làng từ 18 tuổi trở lên đều có trách nhiệm của là trợ ta. Cái tình cảm giữa con người với con người là có gì đối với làng Vân Hà thì rất cao. Cũng như bao ngôi làng cổ với tuổi đời hơn 500 năm ở vùng đất Thừa Thiên Huế, La Vân Hà có đầy đủ những thiết chế văn hóa làng xã Việt. Vẫn còn đó miếu thờ Ngũ Hành, miếu thờ Thần Nông với lễ cúng Hà Điền nhằm cầu mùa màng tươi tốt. Ăn quả nhớ người trồng cây, những người con La Vân Hà lớn lên từ hạt lúa quê nhà, luôn hướng về nguồn cội, tri ân cha ông. Đó là một nét đẹp truyền thống mà những ngôi làng cổ là nơi giữ gìn tốt nhất. Nhiều sắc phong được con cháu các dòng họ trong làng gìn giữ cẩn thận như niềm tự hào về gia tộc, về nguồn cội làng La Vân Hà. Về với làng La Vân Hà là về với những câu chuyện kể lịch sử đang xen truyền thuyết mà người dân làng La Vân Hà luôn tự hào về làng quê mình.
sống nghĩa tình, chân thật, cần cù, hiểu học. Về với La Vân Hà cũng là về với những câu chuyện kể về truyền thống của các dòng họ. Đó là những giá trị vĩnh hằng dù thời gian có trôi đi qua nhiều năm tháng.